Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới năm 2019, thì trên thế giới có khoảng 463 triệu người mắc bệnh đái tháo đường ở độ tuổi từ 20 đến 79. Dự kiến tới năm 2045, con số này sẽ lên tới 700 triệu người, tăng 51%. Như vậy, cứ khoảng 10 người thì sẽ có một người bị bệnh đái tháo đường. Điều đặc biệt nguy hiểm là đái tháo đường diễn biến âm thầm nhưng lại là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới các bệnh chứng nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh như biến chứng tim mạch, suy thận, mù mắt, hoại tử chi. Đứng trước tình hình cấp thiết đó, đội ngũ các nhà khoa học Nhật Bản dưới sự tài trợ của tập đoàn dược liệu Ichimaru đã dày công nghiên cứu và sáng chế thành công công nghệ Salaximo ứng dụng trong viên nén Insuna. Đây được coi là bước đột phá lớn trong hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiện nay. Salaximo là công nghệ điều trị tiểu đường duy nhất trên thế giới, sở hữu gần 200 nghiên cứu lâm sàng và bằng sáng chế trên toàn cầu. Công nghệ này cho thấy hiệu quả tích cực trong việc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và khắc phục triệt để những nhược điểm, tác dụng phụ của các chế phẩm thông thường khác. Theo đó, các nhà khoa học Nhật Bản đã chiết xuất và phân lập thành công hai hoạt chất sinh học chính có trong rễ cây Salaxia là Salaxinone và Cutalanone với tác dụng dược lý kép, tác động vào quá trình chuyển hóa gluco, ức chế hoạt động của enzyme alpha glucosidase, làm chậm quá trình thủy phân của carbon hydrate dẫn đến hạn chế sự gia tăng đường huyết sau ăn. Đồng thời, hai hoạt chất này còn góp phần kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin bổ sung, làm giảm đặc tính kháng insulin, giúp ổn định đường huyết về ngưỡng an toàn, phòng ngừa biến chứng bệnh tiểu đường. Salaxia là một cái cây bụi nhỏ trồng ở miền Nam Ấn Độ và vùng Sri Lanka. Người dân ở qua nhiều thập kỷ người ta đã biết sử dụng để trong việc phòng và điều trị bệnh nhân đái tháo đường và cũng thu lại một cái hiệu quả rất là rõ rệt. Tuy nhiên là với cái phương pháp điều trị thông thường như thế này thì cái hiệu quả vẫn chưa đạt được những hiệu quả như mong muốn. Làm thế nào để thu được cái hiệu quả cao hơn thì người ta phải chiết xuất giới với các tinh chất của nó và mang lại cái hiệu quả tích cực hơn, nhanh hơn. Tôi rất tin tưởng vào công nghệ Salaximo. Đây là một công nghệ hiện đại có thể bào chế dưới kích thước siêu phân tử và có thể hấp thu nhanh qua hàng rào máu não với kích thước vô cùng nhỏ bé và mang lại cái hiệu quả cao hơn. Đây là một tin vui cho bệnh nhân đái tháo đường ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Ứng dụng đột phá công nghệ Salaximo của Nhật Bản trong viên tiểu đường Insuna tạo ra tác động dược lý kép giúp người sử dụng nhanh chóng ổn định đường huyết về ngưỡng an toàn, không làm tăng chỉ số đường huyết sau ăn và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường. Viên uống Insuna được sản xuất trực tiếp tại nhà máy của tập đoàn Ichimaru Nhật Bản với hơn 40 năm kinh nghiệm sản xuất thực phẩm chức năng chất lượng cao. Hiệu quả đã được nghiên cứu chứng minh lâm sàng, có đầy đủ chứng nhận chất lượng của Cơ quan Y tế Nhật Bản và Bộ Y tế Việt Nam cấp phép. Đồng thời, công nghệ mới Salaximo trong sản phẩm Insuna đã được công bố rộng rãi trên các tạp chí y khoa hàng đầu thế giới như tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine, tạp chí Hiệp hội Đái tháo đường Nhật Bản, Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ, đồng thời được báo cáo trong Hội nghị Thường niên Hiệp hội Nghiên cứu Đái tháo đường châu Âu EASD năm 2019. Viên uống Insuna là một viên uống rất là uy tín, được nghiên cứu, sản xuất và sử dụng rộng rãi tại Nhật Bản bởi những cái tác dụng ưu việt của nó. Hơn nữa, viên Insuna rất là dễ sử dụng và với giá thành rất là tốt. Là một cái nhà phân phối độc quyền và chính thức của thương hiệu Fujina, trong đó có sản phẩm Insuna. Chúng tôi rất là vui khi mang được sản phẩm Insuna về Việt Nam. Và chúng tôi tin tưởng rằng viên tiểu đường Insuna sẽ giải quyết được hầu hết những cái vấn đề cơ bản của những người bị tiểu đường, mang lại cho họ niềm vui, sự yên tâm cũng như là sự tự tin trong cuộc sống. Ứng dụng công nghệ đột phá Salaximo của Nhật Bản trong viên tiểu đường Insuna tạo ra tác động dược lý kép giúp người sử dụng nhanh chóng ổn định đường huyết về ngưỡng an toàn. Không chỉ được bào chế từ rễ của cây Salaxia, viên tiểu đường Insuna còn chứa các thành phần thảo dược tự nhiên khác như lá niêm, cúc vu, giúp gia tăng hiệu quả sử dụng, ổn định đường huyết một cách an toàn, hỗ trợ ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường. Chính bởi tác dụng hiệu quả rõ rệt mà Insuna luôn là sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường bán chạy nhất tại Nhật Bản trong suốt 5 năm qua. Cái viên tiểu đường Insuna này thì đầu tiên mình uống thì nó mỗi ngày 4 viên thôi. Mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít. Và tôi song song cùng với điều trị glucopha 750 nhưng giảm dần đi. Tăng lượng cái viên Insuna này lên thì mình giảm dần đi cái thuốc glucopha 750 và tôi cảm thấy cơ thể vẫn rất khỏe mạnh. Sau khi ăn ấy thì đường huyết cũng không bị tăng quá cao.
Ví dụ mình uống và mình ăn cơm xong, nếu bình thường mà cái glucopa 750 tôi ăn cơm xong thì đường huyết đã lên, khi đo chỉ số đường huyết nó lên ngay. Nhưng mà với viên này thì nó lại giữ được, giảm được sau khi ăn. Và cái viên tiểu đường Insuna này thì nó được ứng dụng công nghệ đột phá Salasimo của Nhật. Nó ổn định, nó không gây tác dụng phụ và nó tăng được cái lượng insulin để khi nó đưa vào tuyến tụy nó tốt được. Tôi năm nay là 57 tuổi, cho nên là tôi mới mắc bệnh tiểu đường 2 năm. Huyết áp của tôi thì lúc tăng lúc giảm, chả biết thế nào. Từ lúc tôi mới tìm thấy, mua được cái loại thuốc của kia, mẫu mã Insuna của Nhật Bản đây này. Thế là từ lúc tôi mua về thì tôi uống thì thấy cơ thể khỏe mạnh, ăn uống ngủ được. Cho nên là tôi cũng thấy cái thuốc này rất là tốt. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.